Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương huyện Bình Triết có buổi làm việc với Đảng ủy phường An Khê, quận Thanh Khê về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy phường An Khê cơ bản lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận đoàn thể được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 13 đảng viên, tổ chức 7 đoàn kiểm tra giám sát, các ủy chi bộ đã thi hành kỷ luật hình thức khiển trách với 3 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên khu dân cư không đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được chú trọng. Tuy nhiên, 10 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh tế không đa dạng nên thu ngân sách giảm chỉ bằng 74% so với cùng kỳ năm 2020. Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường An Khê cũng kiến nghị một số vấn đề giảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, quan tâm nhiều hơn đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường xã, tăng phụ cấp cho tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, sớm triển khai chủ trương về mở rộng đường, chỉnh trang đô thị, cải tạo kiến trúc một số khu vực trên địa bàn phường.